được tới đây thì chắc là sẽ lâu lắm nhiều hơn. Mọi người nhắc thử. Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ trong thời gian vừa qua. Chúng tôi không biết là dành cả năm này quá hơn nữa, tại vì quãng thời gian là xuất hiện nhiều trong những chương trình show, nên là khi mà mình xuất hiện lại trong những chương trình show thì phải chắc đấy nó là một cái dấu ấn đặc biệt khi mình tham gia, mọi người lại nhớ về mình hơn. Chắc là sắp tới đây giải trí của mình ở ngoài đời và với chương trình thì tốt. Còn trước đầu thì mọi người vẫn thấy mình là người dân to khó khi tham gia những chương trình. Chị cũng không phải là người có thể dễ hoạt động theo kiểu là thoải mái một tí, ai cũng có thể vui cười, là ai mình cũng cảm thấy là mình kém khó kiểu đó mà các bạn cái nhịp của kem thì chương trình ngồi chơi mà những người mà đặc biệt là không chân nữa thì mình rất là khó. Đúng rồi, cái phát ngôn mình đưa ra mình sẽ làm chủ được cái lời nói của mình. Nếu mà thắm mới thì chưa bao giờ chị cảm thấy phải xin lỗi anh thôi, chị chỉ muốn thắm được.